Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tuy đã được cảnh báo về tình trạng khô hanh khi độ ẩm giảm thấp, nhưng những vụ cháy nổ vẫn được ghi nhận tại các tỉnh phía Nam. Khoảng 6 giờ sáng nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho xưởng thuộc tổ hợp công ty nằm trên đường Tăng Nhân Phú, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Theo các nhân chứng tại hiện trường, thời điểm trên, ngọn lửa bùng lên ở kho xưởng công ty nằm trên đường Tăng Nhân Phú, phường Phước Long B, quận 9, chỉ sau ít phút, ngọn lửa bùng phát dữ dội và bao trùm nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông. Theo dự báo, hai ngày tới, thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chưa biến động, độ ẩm chỉ ở ngưỡng từ 45 đến 55%, quý vị cần hết sức cảnh giác với nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn bất cứ lúc nào. Sau đó đến ngày 24, ngày 25 với sự tác động của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên mưa rào rải rác cũng xuất hiện đều trên khu vực. Những cơn mưa trái mùa cũng khiến cho nền nhiệt giảm nhẹ, phổ biến ở vào khoảng từ 25 cho tới 28 độ ở Tây Nguyên và vào khoảng 29 cho tới 32 độ tại Nam Bộ. Ở miền Bắc, hiện tại khối không khí lạnh chi phối thời tiết tiếp tục dồn xuống phía Nam nên trong ngày hôm nay và ngày mai, sáng sớm trời nhiều mây, đôi lúc xuất hiện mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến dao động trong khoảng từ 16 cho tới 19 độ. Khoảng từ ngày 23, khối khí lạnh hoạt động ổn định, thời tiết dần trở lại trạng thái khô ráo hơn, ban ngày thì giảm mây và thậm chí có thể hứng nắng nhẹ, nhiệt độ có xu hướng tăng từ 1 đến 2 độ nên có cảm giác ấm áp hơn thời tiết khô giáo, thuận lợi hơn cho hoạt động mua sắm và sửa sang nhà cửa của người dân. Đến với khu vực Trung Bộ, trong 1 đến 2 ngày sắp tới, do vẫn chịu ảnh hưởng bởi đới gió Đông Bắc nên khu vực có mưa rào nhẹ, xài rác, tập trung tại khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày chỉ ở vào khoảng 19 cho tới 21 độ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó tăng dần lên đến 22 cho tới 25 độ tại khu vực từ Quảng Ngạn, Quảng Bình cho tới Quảng Ngãi. Sau đó, khoảng từ ngày 24, do tác động của đới gió đông trên cao nên khu vực Nam Trung Bộ sẽ có mưa tăng hơn về diện và lượng do ảnh hưởng của vùng nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Đợt mưa này sẽ nhiều khả năng kéo dài đến ngày 26 nên sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ trong ngày hôm nay và ngày mai, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, có nơi rất đậm. Sang ngày 23 và ngày 24, nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng. Nền nhiệt cao nhất ngày mai ở ngưỡng từ 17 cho tới 21 độ, sau đó nền nhiệt tăng thêm 1 độ mỗi ngày. Phía đông bắc bộ, trong hôm nay và ngày mai, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Sang ngày 23 và ngày 24, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều, chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, nền nhiệt cao nhất ban trưa, không vượt quá ngưỡng là 22 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, 3 ngày tới nhiều mây, có mưa rào và rông trong ngày 22, sau đó có mưa rải rác ở phía nam khu vực, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh phía Bắc khu vực chỉ ở ngưỡng từ 18 cho tới 21 độ, ở phía Nam nhiệt độ đạt ngưỡng là từ 22 cho tới 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, hai ngày tới nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi. Sang ngày 24, trời nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3, nên nhiệt độ cao nhất ban trưa không vượt quá ngưỡng là 30 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, hai ngày tới mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng. Sang ngày 24, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Nhiệt độ cao nhất ban trưa ở ngưỡng là từ 26 cho tới 29 độ. Khu vực Nam Bộ hai ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3. Sang ngày 24 thì mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. nhiệt độ cao nhất ban trưa ở ngưỡng là từ 30 cho tới 32 độ. Thủ đô Hà Nội trong hôm nay và ngày mai trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Sang ngày 23 và ngày 24 trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chưa chiều giảm mây hưởng nắng. Nền nhiệt tăng dần, cao nhất ban trưa không vượt quá ngưỡng là 23 độ. Đến với những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trong ngày mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 cho tới 4 mét. Sau đó từ ngày 23 thì gió giảm dần về cường độ. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, tiếp tục có mưa rào và rông mạnh, sau đó lan dần lên khu vực giữa Biển Đông trong ngày 23 và ngày 24. Trong cơn rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tàu thuyền của bà con không nên ra khơi trong thời điểm này. Bản tin thời tiết xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!